Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn huyện tốt nhất lần thứ 9 tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Longwell đã tổ chức chương trình Ngày hội vui hè năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa. Hiện nay công ty có hơn 5.000 công nhân người lao động, trong đó hơn 2.000 con em công đoàn được tuyên dương khen thưởng tại ngày hội. Lần đầu tiên được đến trải nghiệm tham gia các chương trình văn hóa văn nghệ, ẩm thực, trò chơi, nhiều em nhỏ rất hào hứng và phấn khởi. Không chỉ được tham gia các hoạt động trải nghiệm mà các em còn được tặng những phần quà và giá trị phù hợp với sở thích. Không chỉ quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho con em công đoàn viên, người lao động, hàng năm ban chấp hành công đoàn cũng thường xuyên đổi mới quan tâm đến các hoàn cảnh công nhân khó khăn. Đây cũng là cầu nối quan trọng giữa người lao động và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động an tâm công tác.